chào mừng mọi người đến với LNB Chino. Khi mà anh em trải nghiệm một server mới thì chắc chắn anh em cũng sẽ có một thắc mắc là chúng ta nên chơi phái nào khi mà chúng ta đang ở một cái giới hạn cấp thấp, ví dụ hiện tại là 30 server mới mà đúng không, chúng ta chưa đủ điểm. Sẽ có những môn phái nhờ cái bộ kỹ năng của nó chỉ vài chiêu thôi là có thể giúp cho anh em trải nghiệm tốt khi mà anh em bắt đầu trải nghiệm ở server mới. Vậy những môn phái này là môn phái nào? Chúng ta sẽ đi đến top những môn phái cực mạnh trong giai đoạn đầu tiên của server khi mà anh em trải nghiệm trong server mới nha. Hiện tại là cua có làm dịch vụ cắm chain treo hạt. Dịch vụ của cua gồm có 4 gói. Gói đầu tiên đó chính là treo chain 24/24. Gói thứ hai đó chính là treo chain 24/24 cộng làm full hoạt động cho anh em. Gói thứ ba đó chính là treo chain 24/24 cộng làm full hoạt động cho anh em và tính theo ngày lẻ, dành cho những anh em nào bận đi công tác, bận đi du lịch. Khi mà anh em thuê cái gói lẻ này của cua thì anh em không cần quan tâm đến hạt luôn, tại vì cái hạt của anh em lúc đó là dịch vụ cắm chain treo hạt của cua sẽ chăm sóc cái hạt của anh em trong cái thời gian anh em đi du lịch hoặc là đi công tác, để cho anh em tận hưởng được cái thời gian đó. Và gói thứ tư đó chính là treo chain đêm từ 0 giờ đến 8 giờ sáng. Treo chain 24/24 nghĩa là mình sẽ treo liên tục giống như cái hạt của anh khách đây, anh Baba Yaga, đúng không? Thì mình treo liên tục như vậy, mình sẽ canh mình làm những cái hoạt động định giờ, hoạt động ban. Nếu mà xong hết này thì mình sẽ treo chain cho anh em. Anh em rảnh lúc nào cứ lock ạc bất cứ lúc nào cũng được, chỉ cần nhắn tin cho cô biết là anh em đang lock ạc. Khi nào anh em ao ạc ra là anh em cũng nhắn cho cô biết là anh em ao ạc để cô lock lại, cô đi chain hoặc là cô cho nó đi làm hoạt động khác. Cái dịch vụ cắm chain 24/24 của mình là như vậy, rất là đơn giản luôn. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ vô Zalo cho cô nha. Zalo son của cô 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết. Và ở trong cái server mới thì chắc chắn anh em sẽ muốn chúng ta có một cái gì đó thể hiện cho nó vui vẻ trong cái lúc mà chúng ta lựa chọn ở server đó. Và ở trong server mới ban đầu chúng ta sẽ cấp rất là thấp, nên là cái việc mà chúng ta tăng kỹ năng sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Vì vậy có một vài môn phái sẽ rất là mạnh với một vài kỹ năng chủ chốt của môn phái đó. Những cái môn phái còn lại không phải yếu, tại vì nó không có đến cái mức mà nó có thể lên tiếng ở trong cái server mới. Nên là nếu như anh em yêu thích, hoặc là những cái môn phái đó không có nằm trong video này, anh em yêu thích vẫn cứ lựa chọn, có thể lựa chọn bình thường. Cái này để cho những anh em mà chơi server mới, anh em có được một cái thông tin tham khảo. Khi mà anh em chọn một server, anh em trải nghiệm có một cái môn phái anh em chơi, đúng không? Anh em trải nghiệm thì lúc đó là cái hạt của anh em, cái nhân vật của anh em mới chơi nhân vật đồ này nọ, anh em sẽ trải nghiệm nó hay hơn, vui hơn. Đã mất công anh em nạp tiền vô chưa gì hết, anh em không có nghiên cứu gì cả, đúng không? Nạp vô chọn một cái môn phái mà tầm khoảng 8-9x nó mới mạnh, mà anh em sử dụng ở trong giai đoạn 3x anh em nạp quá trời luôn. Thôi mà anh em cảm giác là nó không được mạnh, nên là anh em thấy là ôi cái môn phái này không được mạnh, anh em nghĩ nó sẽ rất là ổn. Vì vậy cái video này phục vụ cho những anh em nào mà muốn trải nghiệm ở trong cái server mới, chúng ta sẽ có được một cái trải nghiệm tốt hơn khi mà anh em lựa chọn, khi mà trải nghiệm ở trong server này. Rồi ok, quay lại cái vấn đề chính, chúng ta sẽ lựa chọn môn phái nào. Đầu tiên, đó chính là môn phái võ đan khí. Đây là một môn phái có một cái kỹ năng vạn kiếm quy tông. Kỹ năng này là một kỹ năng cực kỳ kinh khủng trong giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu hầu như là anh em chúng ta rất là yếu, thủ rất là yếu, không có cái gì. Nói chung là rất là mỏng manh thật sự luôn. Ăn thua nhau là ông nào mà lên trước được cái võ hàm lăng tuyệt á thì khả năng là anh em sẽ trâu hơn người ta, đúng không? Mà anh em nào mà cầm cái môn phái võ đan khí này mà lên lăng tuyệt rồi, khi mà anh em nổ cái vạn kiếm quy tông này, và nếu như anh em sử dụng con đồng hành mà tăng sát thương chí mạng nhiều á, tại vì cái chiêu vạn kiếm quy tông này khi mà chúng ta trúng 7 người là khả năng chắc chắn 100% là chí mạng của chúng ta lên 100% luôn, nên là nó nổ đam kinh khủng lắm. Phụ thuộc vô cái sát thương chí mạng của anh em nó nổ lớn hay không, đó là phụ thuộc vô cái sát thương chí mạng. Vì vậy anh em nào mà chơi võ đan khí mà sử dụng tốt vạn kiếm quy tông và build tốt thì thực sự là trải nghiệm trong những cái giao tranh tổng và server mới mà rất là đông người, nên là trải nghiệm sẽ cực kỳ đã luôn. Cái môn phái đầu tiên của nó là môn phái võ đan khí, nhưng mà cái môn phái này nó thiên về quần chiến. Server mới mà quần chiến nhiều lắm, đông người lắm, anh em trải nghiệm rất là thích. BK 3 vs 3 chạy xuống môn phái này nó cô bắp nha anh em. Nên là anh em nào muốn giao tranh tổng thì có thể sử dụng môn phái vào đàn khí này. Cô có nhận build ạc, anh em nào muốn build ạc cứ tích tầm khoảng 4k kim long và 8k vàng,
build đồ xong, cô sẽ chia sẻ cho anh em cái lộ trình để cho chúng ta có thể build trong tương lai. Nếu theo sát thì ad của anh em sẽ khỏe hơn. Và cô có làm các dịch vụ khác của game Kiếm Thấy Origin. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ vô Zalo cho cô. Zalo son của cô 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Top 2 của chúng ta đó chính là môn phái Côn Lôn Đao. Côn Lôn Đao là một môn phái rất mạnh về mặt giao tranh tổng, cũng như là về mặt BK 3 người trở xuống và solo rất là khét. Nhờ cái chiêu duy nhất thôi, một chiêu duy nhất thôi, đó chính là hồi phong phất liễu. Cái chiêu này nó khống chế bà cố luôn anh em, khống chế cứng cực kỳ ghê. Anh em nào mà chơi Côn Lôn Đao thì anh em hãy suy nghĩ là trong giai đoạn đầu chúng ta có thể sốc đàm đối phương rất là đã, nên là hãy tăng mát cái chiêu hồi phong phất liễu đi để chúng ta sốc đàm đối phương. Tại vì ban đầu mà ai cũng rất là giấy đó, anh em build tốt cho nó một cái là anh em chơi cái chiêu hồi phong phất liễu sốc đạp đối phương cực kỳ đã, đảm bảo cái chiêu này rất là dữ dội luôn anh em. Môn phái Côn Lôn Đao của chúng ta giao tranh tổng mạnh, giao tranh nhỏ lẻ cũng mạnh luôn, nhờ cái chiêu này thôi, hồi phong phất liễu. Nên là đây là cái môn phái anh em có thể lựa chọn khi mà anh em trải nghiệm ở trong server mới. Môn phái thứ ba đó chính là môn phái Thúy Yên Kiếm. Không đâu xa lạ anh em, chỉ cần một chiêu vũ đả lê hoa. Chúng ta cũng biết Thúy Yên Kiếm là một môn phái được chỉnh lại cái chiêu phi tự phi hoa. Bây giờ là chiêu nhiễu cái chiêu này trúng một đối phương nào đó là đối phương nó khả năng bị định thân rất là cao. Chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng đứng kế bên và bùm ra vũ đả lê hoa, người ta sẽ lên đường. Anh em muốn sóc đàm, anh em muốn kết thúc người ta lẹ nhanh chóng trong server mới thì hãy chơi Thuyền Kiếm. Ngon lắm anh em, ngon vãi chưởng luôn, đã lắm. Mình đã từng trải nghiệm Thuyền Kiếm rồi. Hồi trước là nhiều anh em chơi môn phái Thúy Yên Đơn Đao rất là nhiều, xong rồi cô làm video về Thuyền Kiếm. Lúc đó Thuyền Kiếm nó chưa được cái định thân đâu. Cái chiêu này hồi trước cô làm á, hồi trước cô chơi á, trong giai đoạn đầu á là nói cái này là tỷ lệ định thân, nhưng mà thật sự tỷ lệ làm chậm. Cái chiêu đó là nó chỉ vào một cái khu vực nào đó thôi. Bây giờ là cái chiêu này rất là ngon, nó focus thẳng vào mục tiêu, dí theo mục tiêu luôn. Anh em chơi vào một mục tiêu nào đó, nó dí thẳng luôn và nó định thân người đó luôn. Những người nào mà bị dính chiêu này cũng bị định thân luôn. Cái chiêu này rất là ác nha, đam nó cũng liên tục luôn anh em, rất là dữ dội. Tại ngoài có một cái chiêu khống chế thì chúng ta có khả năng sốc đam rất là dữ dội nhờ vũ đả lê hoa. Ngon lành cành đào luôn á, thật sự. Anh em nào muốn trải nghiệm cứ trải nghiệm server mới, đã lắm. Top 4 của chúng ta đó chính là môn phái Cá Băng Bổng. Cá Băng Bổng được lựa chọn rất là nhiều ở trong giai đoạn gần đây. Sau khi mà cái chiêu đã cẩu trừng pháp được chỉnh sửa, tăng thêm cái thời gian duy trì của chiêu này, và nó được một cái là có tỷ lệ kéo về. Và cái chiêu này trong giao tranh tổng cực kỳ kinh khủng. Nếu anh em trải nghiệm môn phái Cá Băng Bổng mà đi theo dạng mà đi quần chiến á, thì thật sự anh em sẽ thấy được đã cẩu trừng pháp cực kỳ đã luôn, nút đối phương vô liên tục. Nếu như mà đi solo vẫn được luôn, tại vì nó có chiêu ác cẩu lan lộn. Cái chiêu này có khả năng khống chế. Nếu như anh em sợ là chúng ta quăng cái chiêu này người ta chạy được đúng không, thì anh em hãy chơi cái chiêu này trước. Người ta sẽ bị đẩy ra, người ta sẽ bị đinh thân, lúc đó chúng ta chơi đã cẩu trận pháp. Anh em có thể sử dụng con Cá Băng Bổng này đi solo cũng được, đi nhỏ lẻ cũng được, và đi hội đồng cũng được luôn. Ngon lắm anh em, tại vì bây giờ là nó có được cái khả năng kéo đối phương về cái đà cầu trận pháp của chúng ta. Anh em build tốt thì đây là một môn phái anh em trải nghiệm rất là đã. Anh em có thể build sóc đam cho nó để trong cái giai đoạn đầu tiên của chúng ta, chúng ta muốn sóc đam người ta, người ta giáp mỏng, máu mỏng, người ta lên quân hàm thấp mình đúng không? Người ta yếu, người ta mỏng mà. Mình có thể sóc đam để mình trải nghiệm cái game này nó tốt hơn, vui vẻ hơn, trải nghiệm nó ok hơn. Nên là anh em cứ build full đam cho nó, sóc đam cho nó sướng. Và môn phái cuối cùng trong video ngày hôm nay đó chính là môn phái Đoàn Thị Kiếm. Nhiều anh em cứ tưởng là mấy môn phái gì kỳ vậy mày, làm gì chơi Đoàn Thị Kiếm, Đoàn Thị Kiếm yếu xìu. Không, không yếu đâu. Đoàn Thị Kiếm á, anh em tăng full kinh thiên nhất kiếm, tăng full chiêu này thôi. Anh em đặt đúng cái chiêu này xuống ngay một cái vị trí mà hướng đối phương vào, anh em sẽ thấy được cái sự lợi hại của nó. Và đặc biệt là khi mà anh em đi chặn cổng á, mấy ông mà Đoàn Thị Kiếm đi chặn cổng là cái chiêu này là khoai bét luôn, đánh cực kỳ ghê. Cái môn phái Đoàn Thị Kiếm của chúng ta đi giao tranh tổng rất là đã. Đi solo thì đòi hỏi anh em phải có được một cái sự tìm hiểu game về BK môn phái Đoàn Thị Kiếm này, để cho chúng ta có thể làm sao đặt cái chiêu kinh thiên nhất kiếm này một cách hợp lý vào đối phương. Tại vì cái chiêu này nó có khả năng làm cho đối phương bị định thân, đối phương sẽ bị dính cục luôn, thấy không? Đối phương sẽ bị đẩy ra.
nên là khả năng thoát khỏi cái chiêu này sẽ rất là khó. Vì vậy là khi mà đã dính cái chiêu này, khả năng đối phương bị bốc hơi cực kỳ kinh khủng. Anh em chỉ cần đặt trúng cái chiêu này thôi là cái AK của anh em nó sẽ hoạt động cực kỳ kinh dị. Đây cho anh em xem, đặt ra cái nè, nó bắn liên tục, như là liên hồi liên tục như thế này mà ai chịu nổi, đúng không? Hải thổ còn chịu không nổi nữa trong giai đoạn đầu, nói chi là mấy cái hải kia cực kỳ ghê. Cái con đoạn thị kiếm này rất là đã cho anh em trải nghiệm. Còn những cái môn phái khác không có trong video này thì không phải nó yếu, nó vẫn mạnh. Trong video này cua nói thiên về cái khả năng sốc đàm quần chiến, là cua nói về cái ông võ đàn khí. Cái thứ hai, những môn phái có khả năng khống chế để cho anh em trải nghiệm cái game này tốt hơn. Còn ví dụ như là cái ban rồng, đúng không? Mình giấu kiếm, server mới chơi vẫn đã, cái ban rồng chơi đã lắm. Cái chiêu chim mi thập bát điệt và cái phi long tại thiên sốc nam người ta rất là đã. Nhưng mà tại vì trong giai đoạn đầu nó không có khả năng khống chế nhiều, nên là cua không xếp trong cái giai đoạn đầu. Nhưng mà nếu như anh em yêu thích vẫn chơi được nha. Không có phái yếu đâu anh em, chỉ có những cái môn phái mà anh em build chưa tới, chưa đến cái mức mà nó mạnh lên. Chứ mà nếu anh em build khỏe thì phái nào nó cũng mạnh hết trơn á. Biểu khỏe nha, biểu tốt nha, chứ không phải là nạp tiền nhiều nha. Nạp tiền nhiều chưa chắc đã mạnh nha. Nạp tiền nhiều có thể hơn những người chưa nạp, không nạp, nhưng mà chắc chắn sẽ thua những người nạp tiền ngang mình, nếu người đó là người có đầu tư và có nghiên cứu về cái cách biểu. Đảm bảo luôn, cái đó là điều đương nhiên. Nên là những ông nào mà nói ơ mày nạp tiền nhiều thì phái nào mà chẳng mạnh, không, nạp tiền nhiều ông ăn được những người mà người ta nạp ít hơn ông, ok, có thể là được, ông lấy thịt đè người, lấy tiền đè người, đúng không? Nhưng những người mà nạp mà ít hơn ăn chút xíu, những người nạp ngang mấy ông và những người đó có nghiên cứu về môn phái của họ, nghiên cứu về cách build và nhân vật của họ, thì họ sẽ đắp ông sắp mặt luôn nếu như ông không biết build, không biết BK, đảm bảo 100%. Và đây mình chỉ chia sẻ cho anh em về những cái môn phái cực mạnh trong giai đoạn đầu server. Anh em nào mà có những ý kiến khác cứ comment bên dưới, những ý kiến chửi rủa thì sẽ bị những người khác chửi lại, còn không tôi sẽ lóc khỏi kênh, đơn giản là vậy thôi. Đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và copy cái link video này dán vô group Zalo bạn hoặc là nhóm của anh em hay là team của anh em để cho họ biết được những cái môn phái họ có thể trải nghiệm tốt hơn. Và đây là số Zalo của cô, anh em nào mà có nhu cầu về dịch vụ của Kiếm Thế Origin cứ liên hệ vô Zalo cho cô nha. Và nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.